Xin chào tất cả mọi người. Mình là một du học sinh Việt Nam đang sống và học tập tại Hàn Quốc. Hiện tại thì mình đang ở trong ngôi trường mà mình hiện tại đang theo học, đó là trường Kachon Taekyo. Ngày hôm nay thì mình muốn làm một cái vlog này cho mọi người để giới thiệu toàn bộ về ngôi trường của mình. Thì bây giờ mọi người cùng với mình đi tham quan ngôi trường của mình như thế nào nhé. Thank you.
Bây giờ mình đã hoàn thành xong cái việc mà quay tất cả toàn bộ cái khung cảnh của trường. Thì hôm nay mình làm cái vlog này khá là muộn. Theo cái ý kiến cá nhân của mình thì là đối với cơ sở vật chất hạ tầng của trường và cái năng lực của các giáo viên giáo sư giảng dạy ở trường thì mình cảm thấy rất là tốt. Đối với cái vị trí địa lý của trường thì nằm ở vùng ngoại ô Seoul và cái học phí để học sinh có thể trang trải đủ khi mà vừa đi làm thêm vừa đi học thì đây là một vị trí rất là tốt để mà cho những cái bạn du học sinh Việt Nam tìm đến và học tập ở môi trường này. Thì cái vlog ngày hôm nay của mình đến đây đã kết thúc rồi. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi cái vlog ngày hôm nay của mình. Thì mọi người đừng quên nhấn theo dõi và đăng ký kênh của mình để mà nhận những thông báo tiếp theo về cuộc sống sinh hoạt của du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc nhé.